Nơi tháp lời bật tên đế cứ chỉ đồng bọn mùi đại quát quay ta đòi cả một phiếp cả nghề hay mình bộ sắp hồ ta đòi lẹ cả lũ đầu xanh xanh chẳng hạn. Ông bắt tay ở lời bài bọn như dương có nơi cho chơi ông bì sẽ thực kỳ cho bọn bật tên đế. Cầm rõ mình lại cho chơi ông bì sẽ thực kỳ cho bọn tên đế. Ta ông đế có bạch mấy hay chỉ một phiếp bọc quả nâng cứ tờ bạch nà hơi cả bì cả dục sắp xài chạy tờ dùng sắp xài Sasana chel rồi có Popeye Sasana từng được nói về cùng rõ đằng hai cấp bông tại miền cao lụt lội, phần tai, bị chia chân thân nạn cẩn đảo, đại kế chặt tục tha chuyện nhẹ đẻ, co sang sự kịch rồi bỏ bật ẩn đi ở miền phía vùng rừng, cấp bông tại bị chồ mục, chồ mùi nâng pành hà, nơi cao lệ chỗ, nơi có ảnh dị tha can tại bận bằng núi tới can cả cò thời, bị chia chân thân nạn cẩn đảo, nước nung bật ẩn đi ở miền bờ màn chiêm bầm bờ rồi đập pram liền nhẹ, chấn mùi chạy buồn liền nhẹ miền bầm bờ rồi liền nhẹ chiêng hai miền hạt chán mình đến, mà đang sai sắp làm tỷ bị rối, ai nè cro được không có tiền thì nó miên đọc buồn cho cái sắp làm bụi bị rối, cả vẫn đang cư chỉ nè là miên chỉ vật phiệp tu thiền, chẳng nè là quạt gặp phong đại miên chỉ vật phiệp, thân là đà lớn phía trên cư chỉ nè đại thua cá, chỉ cùng riến chỉ nè rục xí, chỉ nè đại bằng pin cái tập kinh được không chưa rồi bỏ ra tham mà nâng chỉ nè đại bằng pin cả nghĩa tham cả giải lại sinh sinh bộ mình được một cung rob liên này đi cứ chỉ này mới sống khánh nước nông bắt tay hành địa đã thưa ai bắt tay hành địa nâng miền sẽ được cái là ô bờ xa bắt tay phải món phụ quạt cặp bông đá miền bảy hai anh vậy ta cọ tới ta hãy lấy bàn chỉ cọt thề nước nông sự nghiệp đại khảo lấy nông bây giờ về này bắt tay đại cặp bông đá tu bàn cao với nội dục thống thống hay phải món này coi chỉ tự đại này gặp người được có vị say ưu xa cám với cơ chia sang quả và lợi ta cám và bọc bị phục lúc chùm nụ ta đòi và để chân lại tiệm. Dương mà hai lại các tác tạ tương chùm mùi nên chùm nội đại thua ở bệnh trị chùn nơi thường thân ạc hình đá và bọc tên đến nó có bị bạc. Nhưng đi mình ca ca lăng sẽ được cây tăng bị chân năm bị bồn và thay ca ca lăng sẽ được cây ở bọc tên đến nó có bị bạc tên đầy cứ lãng thật lẽ lãng thật lẽ nâng cứ chìa cho rõn rồi có sẽ được cây tu tư ở bọc tên đến hay xin nhập mình đọc là nước nông và tên đến mình đôi chìa bạc tên xinh xinh đại ai miền bạc chậm nấu thì nè khác có miền bạc chậm nấu tức là về phần mạng chín năm dân tới hay có thở thứ ca chẳng tra là bị tụt nơi bành hà đại cả lá sẽ mẹp chín năm bắt tuột nít cứ chỉ riêng mùi hay dân khơi than đĩa chắp tam bom chậm nấu bàn chín năm chỉ biết xe nè đại quạt tự tu bàn càng nghĩa cứ bom chậm nấu bàn chín năm tam được vậy bạch chạy cả bị chia được có bị say IT industry này đại thua ao bạch chia chôn đĩa tiền mũ đau từ lời ca sắc xa có lắng. Tôi chia chân đĩa rồi còn nạp chia bàn đĩa rạch bốn nơi ca chai vì thương ngôn ngôn chia bây xe thân ạ còn đàn. Dương sắc xa bình đĩa rồi dương có kết ông bình dương á. Hay khi nhóm có tiền nơi hai thòm mùi dụng nơi bóng bốn như vậy tháng thay ở xây chế hòn lệ đối khám ai. Nhưng tên đĩa rạch bốn bì rường tí mùi cứ chùm niến tí bí cứ bì xa. Nước nông bà tên đĩa đi dây bì xa đó mở rồi bì xa chiến hay bì xa đại kỳ pra bà khá rồi có nẹ đại miên ạc cả tụ bàn càng người trả lời đó cứ chia phía xa ông lệ điếc lọc thật là cân cao mà nàng cũng bắt bỏ bắt tế ông lệ chân mà nẹ anh áp chí bá tươi chùm này lôi dàng trả lời xung thức xung thọ chạy châu từ không ca sắc xa rồi bỏ ca riêng sâu rồi bỏ câu nằm bây tụ bàn ca càng nghĩa nẹ cro có prấng nẹ thân nạc cần đá có prấng từ lời ca sắc xa hai sư tại bà thằng ngọc kênh chạy thật chất sắp bí rối nơi bà chùm nâu rồi bỏ hành áp chí bá bà tên đế nó cứ chạy từ nâng chùm liền bạch chạy cả bạch chìa được gọi chùm liền đại bị chớn cứ tại tôi chùm mỗi ngày thì hay riêng xanh xanh tiết tại tôi mỗi bốc lực ca giờ lại nó có bị trâu nó không nâng này dương có nâng xe máy và đại cả bạch chìa được này này nẹ đại miên chỉ bạch phiếp còn đá lực nế nẹ đại còn lầm bốn còn kết âm pi chỉ bạch phiếp còn kết âm pi financial khăn còn ai côn lên xe là rồi tại bật sân trên nẹ đại kết âm pi là còn côn khăn hay chọn ai côn buộc là khăn nó còn hiên là bong mềm đen có trai lưu con tờ lưu con có tờ lưu ca sắc xa vì xa ông lê hai hai tờ riêng chùm điên là bốc vô tiền nhưng chẳng riêng khơi thà không ai dưỡng miên chùm lệnh mùi ní đôi và tên địa khả nạn đại thái riêng tại vì xa chiếc chùm điên miên hai sắc ca chùm này lối
ធ្វើឲ្យប្រាក់សន្សំគណៈនៃសន្សំរបស់គេមានតលយៈភាពឥណ្ឌាកម្ពុជាទំនងជាបងប្អូនខ្លះមានគណៈនៃសន្សំប្រាក់ផងយើងនិយាយតាមត្រង់ហើយបងប្អូនណាដែលមិនមានគណៈនៃសន្សំប្រាក់ឬក៏ការសន្សំប្រាក់ទេយើងគឺជាប្រជាជនដែលងាយរងគ្រោះខ្លាំងដូចជាប្រទេសឥណ្ឌាអញ្ចឹងយើងក៏នឹងពិចារណារឿងទី1រឿងទី2តើតើជាមួយសេដ្ឋកិច្ចដែលខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងគឺសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសឥណ្ឌានឹងរងហានិភ័យ នៅក្នុងឆ្នាំ2008សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសឥណ្ឌានឹងរងហានិភ័យដោយសារតែគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុឬក៏វិបត្តិធនធានគីនៅក្នុងឆ្នាំ2008ធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសឥណ្ឌាអនុវត្តនៅកតបកិច្ចពន្ធធ្ងន់ធ្ងរកតបកិច្ចពន្ធធ្ងន់ធ្ងរដែលធ្វើឲ្យតម្លៃអតិផរណាឬក៏តម្លៃទំនិញនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានឹងគឺថ្លៃណាស់អ្នកក្រកាន់តែពិបាក អ្នកមានការចាយលុយច្រើនទៅលើការចាយវារបស់ខ្លួនសម្រាប់អ្នកធនាគារហ្នឹងគាត់មិនអាចប្រៃខ្លួនគាត់ឲ្យខ្លាចជាអ្នកមានបានទេហើយអ្នកដែលគាត់ចេញរកស៊ីគាត់ត្រូវតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាច្បាប់ច្រើនបើសិនជាបើក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងអាការពួកប្រជែងអាកាសការងារនៅក្នុងហ្នឹងច្រើនបច្ចុប្បន្នពន្ធនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាសម្រាប់ GST គឺ28.7%ហើយបើសិនជាវត្តពន្ធស្តង់ដារវត្តហ្នឹងណា គឺ 18% នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើង 10% នៅក្នុងប្រទេសថៃគឺ 7% ពន្ធវត្តបងប្អូនស្គាល់ពន្ធវត្តទេណាពន្ធបន្ថែមពន្ធវត្តហ្នឹងគឺអ្នកលក់ដូរគាត់មានន័យប្រមូលមកឲ្យយើងហើយពន្ធវត្តហ្នឹងមកដល់ដៃយើងហ្នឹងគឺវាគុណច្រើនឧទាហរណ៍បើក្រុមហ៊ុនគាត់នាំចូលមួយគាត់ត្រូវបង់ពន្ធកយហើយបន្តមកក៏លក់ទំនិញគាត់គិតពន្ធវត្តហ្នឹងហើយឯងបងប្អូនអាចទិញកូកាកូឡាទិញអីហ្នឹងទិញរបស់ញ៉ាំគឺសិតតែទទួលបានពន្ធ ពន្ធវត្តហើយពេលខ្លះបងប្អូនទទួលបានពន្ធវត្តត្រួតតទៅ2ទៀតនោះស្អីគេទៅហៅថាពន្ធវត្តត្រួតឧទាហរណ៍បើសិនជាកូកាកូឡាគាត់លក់ទៅឲ្យអ្នកលក់នៅចាប់ហួយគាត់គិតពន្ធវត្តដល់%ពីអ្នកលក់ចាប់ហួយតែអ្នកលក់ចាប់ហួយហ្នឹងក៏អាចយកពន្ធបងប្អូនទៅដែរពន្ធតម្លៃដែលបងប្អូនទិញហ្នឹងគឺមានពន្ធបង្កប់ដល់%តែក្រុមហ៊ុនដាក់ឲ្យហើយពន្ធត្រួតពីឧទាហរណ៍ថាបើបងប្អូនទិញកូកាកូឡាហ្នឹងដល់ដែរទិ
được đọc phía rối bị bỏng phồn. Chẳng hai bạn chỉ đọc lại tùm đánh được nông sọc máy bỏng hay ngư bật tế ảnh đía được nền nông ảnh cứ bốn phú nà bật sân còn tạo vạt nó cứ đọc làm bấy phía rối. Chẳng bị rương phốn dương cho ta đó rương phạc khai. Rương phạc khai nơi nông bật tế ảnh đía có mình bán trả đáy xa mẹ bộ lực mình chân địch chân mía nhé là bê dịch tùm lại ở bỏ kế phạc khai ở bỏ kế cứ bỏ mang chế bằng bấy rối tạ lá chiêng. Những ảnh dễ bán tha ប្រហែល300 ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែនោះគឺជាមីនីមមនៃប្រាក់បៀវត្សរបស់ជនជាតិឥណ្ឌាហើយការចំណាយផ្សេងៗប្រចាំខែនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបើសិនជាចំណាយតែឯងគឺអស់ល្បាក់400 ដុល្លារនៅក្នុងម្នាក់បើសិនជាមានគ្រួសារប្រពន្ធមួយយើងអាចរស់នៅបានគ្រាន់តែមកចំណាយទៅលើមូលដ្ឋាននៃការចំណាយតែបើសិនជាមានកូនគឺធ្ងន់តិច គឺធ្ងន់តែអញ្ចឹងគូសានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាມັນខុសពីគូសានៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៅគឺត្រូវធ្វើការរៀងរៀងខ្លួនដើម្បីទប់នៅប្រាក់ចំណូលរឿងមួយទៀតដែលស្រដៀងនឹងប្រទេសកម្ពុជាដែរគឺតក្កតឹងជាមួយនឹងអចលនទ្រព្យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាមានតម្លៃថ្លៃដែលមនុស្សធ្វើការប្រើរយៈពេលច្រើនឆ្នាំដើម្បីទទួលបានផ្ទះហើយបើយើងគិតថាសម្រាប់អ្នកមានដល់ខ្លាំងជាមធ្យមគឺត្រូវការប្រើរយៈពេលដល់
trong cả sân nơi bóng ôn những nghĩa mà bất kỳ cam bịch những người kia này vẽ khai mà pon living cost nhận đề vẽ khai mà pon có thà có miền bắc buôn miền cồn có trái và hai chỉ là bạc mùi hồi đà lá rồi còn một bao hồi đà lá nó cũng mà khai cho nó so pi rồi đà lá anh ấy dùng cực bài nhận mình xì về lại cho nó mà lồm bồn á chân te đập chân nắm dùng so bàn pi mờn hay pi mờn đà lá và ta đồng lại te bỏ dướng ở miền pi mờn thì và sân nhà riêng tình được tạm chỉ cống soi nát có trăm mờn được có buôn mờn trăm và mùi mờn và bờ mờn ta tạm te nhiều mùi dường chẳng dường cam bị chia dường sự mẹ đại còn mình miền tây rồi còn mình miền trọp đội địa đại cứ thật trai địa p còn tại địa p làm bị bám tây nơi nó cứ đập chín năm chiều này chẳng việc cặp mình thôi thì chúng thua cả nơi cả rồi chấm rãi rồi có sầm bồ prà rồi bỏ thân nạn đá rồi không có tên địa nó mình sơn miền tây cứ cặp mình thôi là hồ chiều mùi nó còn chấm bắp đại mình ai rước xí rồi có chuyện rước xí nguồn từ lửa pôn nó tiết thôi ao nè nước nông middle class nước nông bắc tây địa với càng thắt thói và càng thắt tịch
tại rừng mùi đã xâm nàng lõ xâm nhập bắt tên đế bằng bộ ơn cứ tệ tên chung mùi nông vi say sắc khá phí bà. Đại xâm bố tại đói mình tì phép hay tựa tù bàn ca phí bà free. Nâng xâm nhập bình tì phép rồi bỏ rọt. Và tại bà xâm nhập ca tại ca phí bà ca phí bà tờ lõ lõ tờ bình tì phép cho nó cứ viên miên nằm lại thả lại khá mệt tên. Xếp vi say sắc khá phí bà nâng nông bắt tên đế rộp chặt tục tha chia vi say sắc khá phí bà đại miên lẹ nạ chưa lướn. Nâng xâm bố đòi bình chạy cả bình chìa. Chịp này mùi này sẽ được cách thông rồi bỏ bật tên đĩa này. Nên cứ chỉ rước ra hai lại khắc là tệ tương cho mùi nâng bật tên đĩa. Đại dược đăng thả xâm bố đòi nẹ đè thật nước nâng cầm rực chìm bìa bình đá. Chịp mùi nâng ca to su này sẽ được cách rồi bỏ bụ kê. Chịp yếm bỏ bộ tương học nếp bàn lưu bỏ miễn rồi có bàn tựa đăng tệ tương cho mùi nâng rước rồi bỏ bật tên đĩa hay. Nhưng chịp yếm sắc xa âm phí ca chậm hai rồi bỏ hướng cục lịch cái nẹ này xong xong. Vì phù, bà dạy bọn đi, cái nạn này dân xóm miên sản ác xâm khăn là xâm hẹp bông bồn lệch viên cô ổng phê đầy tia mà bây lụ phía bá rưu có thời gian trong tại tháng năm khám ai không gặp phía bá thì vì phù nợ phê đã bông bồn chứ bông bồn rốt tư mà tìm phép bông bồn trong bàn tia bông bồn từ phù cài dân xóm lùi làm bấy thay đại xa cái nạn này dân xóm là bông bồn hai có chia cần lãnh vị tình dục tên lời con trai bỏ bóng vốn ở bài tử tụ bàn ca sọc xa nơi gặp ca học luôn của phòng này. Xong mọc cuốn, xong chụp liền.